thuộc này. Nằm chút nha, là chị chưa làm mà. Chị có làm bệnh không? Ngồi cái là biết. Chị có làm bệnh không? Chưa làm à, chờ thầy. Chờ thầy cơ. Ông làm dọn củi đi không à? Trời ơi, mít quá trời. Thấy củi không à thầy á? Mít quá trời, mít lụm xuống quá trời mít. Nhỏ quá múc được rồi đã. Mít nhiêu đây rồi.
Nhường đung tay đó mình đung như vậy thà để thịt con phái mà thấy rau là nhà ăn gì cũng vậy, ăn nhiều dư rau là ngốn hết, ăn thịt vịt tê ví dụ ăn bất cứ gì mà thấy để rau là ăn phở rồi rau là xuống ngận đứng ngốn là những cơm với rau không cũng được nữa mày rau gom không có gì bỏ chứ rau là không bao giờ bỏ. Bò chứ trước là bò sao này hoang bò đi ăn quán thôi giờ đi ăn phở rồi cái gì thà phở bỏ cho rau là không bao giờ dư cộng nào hết á, sạch sẽ. Trừ tường vậy á. Đi xa xa rồi thích phá chứ còn còn thích. Phải sao? Rồi bây giờ bỏ cái đồ xào kia. Rồi, từ hôm nãy á xong cái hết cái xong hết cái mít đây. Cái miếng nhỏ là thực hiện những cái miếng nhỏ luôn. Cũng là giờ đi chạy thấy có miếng nhỏ bỏ lại hai miếng. Đó hồi đây miếng lên nhỏ để riêng để hồi nào nữa nó thiếu rồi á, đầu mình bỏ sâu. Có đâu, miếng nhỏ là nhỏ, lớn là lớn không có thiếu. Nhỏ thì hai ba miếng. Mưa rơi trên đầu và nắng trên vai. Dạ. Dạ. Thấy vui không? Canh ngày nấu cơm đi là được rồi. Đông vui. Tèo xưa chứ giờ tèo nó giờ tèo héo. Tèo xưa kêu tèo giờ tèo héo. Tèo nó đâu mà tèo.
lại xin ăn uống mong biết cứ lại cứ ai mà đi rồi đó bỏ rồi mà không có tiền nữa hả cái gì đã nấu chưa bỏ tôi mới lấy được về ra tôi bỏ sao Quảng Ngãi tới Bình Phổ tiền người khổ như trước đó đường bụi đường phèn đủ rồi phèn phèn là bị ốc bị ngõ thì sợ con ngựa dạ bỏ đồ này mình không bỏ này gai sáu à gai sáu chỉ có bỏ đường tô đường phèn đường phổi đường bạc nha phèn đường phối kìa bạc nha thì gốc Quảng Ngãi đúng lắm xe vô xe chỉ bố ra ăn mình nghĩ thế đó cũng thế đi đâu cũng vậy à đôi chân vui và nắng chân